Ủa là rẻ được mấy ngày rồi cô? Không, ý là nó rẻ được mấy ngày rồi á. Nó bị rẻ, nó bị xuống giá. Hai ngày nay là xuống khoảng 5 ngàn thôi hả? Bữa mấy ngàn, 3 ngày trước là 15, 13, 14, 15 ngàn. Đây còn 5 ngàn. Ủa bình thường bán cho lái hay sao cô? Bán cho lái rồi giờ lái nó bỏ Trung Quốc á. Giờ nó ngưng, dựa nó ngưng thử. Giờ dựa nó không lấy luôn hả? Nó không lấy thì mình đi bán lẻ, bán đồ, bán dạo trên chợ rồi. Chợ xúc, chợ đồ. Ủa gì, bình thường mà bán cho thương lái mà đã được 13, 14 ngàn luôn hả? Ừ. Đồ đã ngon vậy? 8 ngàn, 20 ngàn. Chưa có biến đâu, bán vậy đó. Vậy mà giờ bán được có 5.000 ký. 5.000 mà bán gần chết. Đẩy chợ Vũng Tàu, chợ mấy chợ đồ mối. Đấy, nghỉ. Không người lấy luôn. Không người lấy. Đó lên mấy chai đó đó. Lấy mấy chai cho nó. Làm hết lòng. Từ từ mình, hai mình. Bình thường bây giờ bữa ăn hết lòng từ cơm. Lên lên.